Thiết kế bài giảng Elenin môn âm nhạc lớp 5, tiết 22, ôn bài hát Tre Ngà Bên Lăng Bác, tập độc nhạc số 6, chú bộ đội. Người thực hiện: Võ Thị Trúc Anh. Trước khi bắt đầu vào tiết học, cô có một trò chơi âm nhạc dành cho các bạn. Trò chơi mang tên bài hát tên là gì? Ở đây cô có 4 mảnh ghép của 4 màu. Các bạn sẽ tùy thích chọn màu nào trước cũng được. Ở bên dưới mỗi màu sẽ có câu hỏi. Các bạn đọc câu hỏi, suy nghĩ, đưa ra đáp án của mình. Sau đó các bạn click vào vị trí câu hỏi để xuất hiện phần đáp án. Nếu như các bạn đáp án của các bạn trùng với lại đáp án của cô thì các bạn sẽ được phép click vào vị trí của phần đáp án để xuất hiện hình ở phía sau cái mảnh ghép đó. Khi các bạn đã trả lời đúng hết, các bạn đã trả lời xong hết 4 mảnh ghép, ở phía dưới sẽ xuất hiện một bức tranh. Các bạn hãy đoán xem bức tranh đó nằm trong bài hát tên là gì. Và sau đây, thời gian để các bạn thực hiện bài tập trò chơi âm nhạc của mình, 1 phút bắt đầu. Thời gian làm bài đã hết. Các bạn không biết các bạn đã có thể tìm ra được đáp án cho mình chưa ha. Nhưng cái phần đáp án ở nằm ở vị trí là cái khung hình chữ nhật ở phía trên, trên cùng của 4 mảnh ghép. Các bạn hãy click vào để tìm ra tên của bài hát của chúng ta là gì. Và với phần đáp án mà chúng ta vừa tìm được lúc nãy thì hôm nay tiết 22 của chúng ta sẽ ôn bài hát Tre Ngà Bên Lăng Bác, học tập đồng nhạc số 6, chú bộ đội. Để ôn lại bài hát Tre Ngà Bên Lăng Bác, trước tiên các bạn sẽ hát lại bài hát này với nhạc đệm. Cùng xem cô làm mẫu nha. Bên lăng Bác Hồ có đôi khóm tre ngà, đón gió đâu về mà đu đưa đu đưa, đón nắng đâu về mà theo hoa theo hoa. Xa trong là tiếng chim truyền ngày thơ, rất xanh tiếng sao nhiều, tiếng sao trời ngân nga. Mồm khoảng trời quê hương, thương yêu về bên băng, cho em về cả hai.
Như vậy là cô đã làm mẫu cho các bạn xem xong. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập từng động tác. Ở câu đầu tiên, chúng ta sẽ đưa tay lên, hạ tay xuống. Đưa lên, hạ xuống. Và sau đó hai tay đánh trái phải đều. Chúng ta sẽ kết hợp cho câu hát. Bên lăng ba cô có đôi khóm tre ngà. Lại cái tay các bạn từ từ, từ trên hạ xuống và mắt của các bạn cũng nhìn theo tay. Chúng ta làm lại nhé. Bên lăng ba cô có đôi khóm tre ngà. Đón gió đâu về mà đu đưa, đu đưa. Động tác tiếp theo, các bạn sẽ cuộn tay vào trong, đưa lên tới đỉnh đầu và bung tay ra, hạ tay xuống. Động tác cuộn tay, đưa lên phía trên đỉnh đầu và sau đó mở tay ra. Rồi cô sẽ làm rap từ đầu tới đó nha. Bên lăng ba cồn có đôi khóm tre ngà. Đón gió đâu về mà đu đưa, đu đưa. Đón nắng đâu về mà theo hoa, theo hoa. Đó là đoạn đầu. Rồi chúng ta sang đoạn thứ hai. Các bạn tay trái các bạn sẽ đưa lên phía trên và tay còn lại các bạn đưa ra phía đằng sau. Sắc trong là tiếng chim, tiếng chim truyền ngây thơ. Các bạn xem lại động tác nha. Sắc trong là tiếng chim, tiếng chim truyền ngây thơ. Và động tác tiếp theo các bạn sẽ sử dụng lại cái động tác cuộn tay lúc nãy. Rừng xanh tiếng sao dịu, tiếng sao trời ngân nga. Cô kết hợp lại. Sắc trong là tiếng chim truyền ngây thơ. Rừng xanh tiếng sao dịu, tiếng sao trời ngân nga. Đó là hai động tác tiếp theo. Câu tiếp theo. Một con trời quê hương. Các bạn thấy cô làm theo câu chữ nha. Là cái tay đưa từ ngoài vào, đưa từ ngoài vào, chéo lại. Một con trời quê hương, thân yêu về bên bác. Rồi, làm lại cái động tác đó. Một con trời quê hương, thân yêu về bên bác. Và chúng ta làm ngược lại. Cho em về cả hang, dưới mái tóc tre ngà. Động tác cuối cùng các bạn sẽ mở tay lên phía trên đỉnh đầu và hạ xuống từ từ. Cô làm lại từ chỗ một quãng trời nha. Một quãng trời quê hương, thân yêu về bên bang. Cho em về cả hang, dưới mái tóc tre ngà. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng vừa hát vừa làm chậm lại với cô nha. Bên lăng ba cô có đôi khóm tre ngà. Đón gió đâu về mà đu đưa, đu đưa. Đón nắng đâu về mà theo hoa, theo hoa. Sắc trong là tiếng chim truyền ngây thơ. Rừng xanh tiếng sao dịu, tiếng sao trời ngân nga. Một con trời quê hương, thân yêu về bên bang. Cho em về cả hang, dưới mái tóc tre ngà. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần múa phụ họa cho bài Tre Ngà bên lăng Bác. Bài tạo độc nhạc số 6 Chú Bộ Đội được viết ở nhịp 2-4, gồm có 2 khuôn, mỗi khuôn có 4 ngôi nhịp, nốt cao nhất là nốt son và nốt thấp nhất là nốt đô. Về cao độ, bài tạo độc nhạc của chúng ta gồm có các nốt đô, rê, mi, son. Các bạn sẽ nghe cao độ. Thank you.
cầu theo. Nhạc này bao gồm các hình nốt đen, móc đơn và hình nốt trắng, gồm có hai mẫu tiết tấu. Các bạn sẽ nghe cô làm mẫu tiết tấu thứ nhất. Đen, 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 đơn, đơn, đen, đen, trắng. Các bạn lưu ý hình nốt trắng có giá trị là 2 phách, chúng ta sẽ ngân thêm phách số 2. 1, 2, đen, 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 đơn, đơn, đen, đen, trắng. Các bạn nghe cô làm mẫu tiết tấu thứ hai. Đen, 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 trắng. Một, hai. Đen, 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 trắng. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành học từng câu, đọc nốt từng câu. Đầu tiên các bạn sẽ đọc phần nốt nhạc. Son, do, do, mi, re, son, son. Một, hai. Son, do, do, mi, re, son, son. Các bạn nghe cao độ. Nghe lần thứ hai. Một, hai.
Lần đầu các bạn đọc nốt, lần thứ hai các bạn sẽ ghép lời ca. 1, 2, với phần nhạc đệm. Và sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể đọc nốt ghép lời của bài tập độc nhạc số 6 cho bộ đội với vỗ tay theo phát và bộ gõ cơ thể. Các bạn cùng xem cô làm mẫu chậm trước. Son do do mi mi re son 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 mi re mi re mi re do do. Phần vỗ tay theo phách, các bạn cứ theo dõi theo những cái đánh dấu ít đỏ ở trên bài giảng và các bạn cứ làm đúng theo thứ tự và số phách của những cái dấu đánh dấu đó. Còn ở các cái phần mà bộ gõ cơ thể thì ở bộ gõ cơ thể bài này cô dùng mẫu là gì? Tay, đùi, đùi, tay, đùi, đùi, tay, chân, bún. Làm chậm lại nha. Tay, đùi, đùi, tay, đùi, đùi, tay, chân, bún. Các bạn có thể dừng lại video này để các bạn tập tự tập cho thuộc cái phần bộ của cơ thể và sau đó chúng ta hãy ráp lại với cô nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết hợp đọc nốt giúp lời, kết hợp vỗ tay theo phách và bộ của cơ thể. Son do do mi mi re son 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 mi re mi re mi re do. Các bạn hãy cố gắng đọc nốt ghép lời ca kết hợp với vỗ tay theo phách và bộ gõ cơ thể thật nhuần nhuyễn nhé. Bên cạnh đó các bạn hãy chép bài thơ độc nhạc này vào trong vở. Xin chào, hẹn gặp lại.